thất nghiệp rồi. Ra bán lò xưởng Hà Khẩu kiếm tí Tết đi. Người người nhà nhà ai cũng đang chạy theo chen bán xúc xích Hà Khẩu. Cũng đúng thôi, vì món xúc xích này ăn bắt miệng và mới mẻ vượt trội hơn hẳn so với các kiểu xúc xích rán truyền thống. Vậy thì lợi thế cạnh tranh của các quán khác nhau ở đâu để có sự khác biệt? Theo tôi thì sẽ có 5 yếu tố chính quyết định độ hot của một điểm bán xúc xích Hà Khẩu. Đầu tiên là ở vị trí. Cái này rất quan trọng vì đây chỉ là một món ăn chơi nên chúng ta sẽ ưu tiên điểm cần nhất trước. Ví dụ như ai ở gần khu vực Đại Cồ Việt, phố Huế, Nguyễn Công Trứ thì có thể tham khảo thử địa chỉ 288 phố Huế này. Thứ hai là về chất lượng xúc xích. Hiện tại như tôi tìm hiểu và biết thì có hai loại chất lượng tốt nhất là gói màu xanh và gói màu đen. Gói màu xanh sẽ có vị ngọt nhiều hơn gói màu đen, còn gói màu đen to nhỉnh hơn gói màu xanh một tí. Mỗi loại sẽ khác nhau một chút chút, nhưng mà cả hai loại này ăn đều ổn cả. Thứ ba là về gia vị. Gia vị bột ớt Tân Cương có rất nhiều loại, có gói rất cay, có gói rất tê, có gói rất nhiều vị hạt thì là. Ở đây thì em gái này dùng loại gia vị Tân Cương gói màu đỏ vàng. Tôi thấy nó theo tông cay mặn và thêm một điểm cộng nữa là có bột phô mai xịn ăn thấm phức. Thứ 4 là về độ đa dạng trong các món bán. Nếu chỉ bán mỗi xúc xích thì khách chỉ ăn được 1-2 cây là ngán rồi. Nhưng nếu bán thêm đậu phụ ngậy hoặc các món đồ uống khác có chất lượng ổn cũng sẽ là một lợi thế. Thứ 5, chủ quán vui vẻ nhiệt tình luôn là điểm cộng đối với ngành dịch vụ. Các bạn xem cô em này đã đủ sở lời đáng yêu chưa? Nếu anh em thấy ưng chỗ này thì sang ủng hộ cho em nó có thêm chút kinh phí để sớm sắm sửa thêm đèn đóm cho sáng sủa nhá. Và tôi mong là đừng anh em nào kinh doanh mà dùng bài hạ giá để cạnh tranh, nó chỉ làm các bạn tự kéo nhau xuống thôi. Hãy cạnh tranh bằng chất lượng và chất xám, chứ hạ giá bán rẻ hơn 2-3 nghìn thì chẳng cần học hành gì cũng làm được, nhưng bù lại thì sẽ kéo hỏng hết tất cả thôi. Lý do gì mà em lại chọn lạp xưởng này để khởi nghiệp vậy? Thì bây giờ kinh tế khó khăn ý, mình phải kiếm hồi Tết. Kiếm Tết à? Mình bán thêm. Này là loại loại mấy, loại 1, loại 2 như loại gì? Đây chắc chắn là ngon luôn, mọi người phải thử đi. Cực kỳ ngon, anh phải thử ngay lập tức. Anh, thế đồ uống có gì? Đồ uống nhá, đồ uống thì sẽ có 4 loại. Trà đắc mật ong này, trà đào xả này, trà ô long xoài và trà vải. 15.000 một cháu nha mọi người nhá. 15.000 á, sao mày ăn dày nhiều thế mẹ. Không phải ăn dày anh ơi, anh này ác, anh độc ác. Mua 3 cái hiểu 40.000 thôi, mình tiết kiệm 5.000 mọi người nhé.